Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Kia Sonet, chiếc xe crossover cỡ A gầm cao 5 chỗ ngồi của bên phía Kia mà trong video ngày hôm nay, ngày 15 tháng 1 năm 2024, dịp giữa tháng này Top Car VN sẽ cập nhật đến với quý anh chị các bạn chính sách giá bán khuyến mại linh động tại thời điểm này mới nhất, tốt nhất dành cho từng phiên bản của Kia Sonet. Mình cập nhật về chương trình khuyến mại quà tặng phụ kiện tại thời điểm này và mức giá lăn bánh dành đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm theo dõi về cái mẫu xe này. Kia Sonet là một cái mẫu xe rất phổ thông ở phân khúc cỡ A rồi, một cái mẫu xe mà được nhiều người dùng quan tâm lựa chọn, đặc biệt là với những anh chị khách hàng nào mà chúng ta lần đầu mua xe mà chúng ta thích đi xe gầm cao thì chiếc xe này gần như là một cái sự quan tâm không thể bỏ qua luôn. Sonet thì video này mình sẽ cập nhật về 3 phiên bản cơ bản nhất hiện tại đang phân phối. Cả 3 phiên bản đều là số tự động, đó là Sonet Deluxe, Sonet Luxury và Sonet Premium. Cả 3 phiên bản sẽ đều sử dụng là máy 1.5 hút khí tự nhiên và sử dụng hộp số tự động vô cấp anh chị nhá. Trong cái phân khúc này, hiện tại chúng ta đang cạnh tranh với cả Hyundai Venue, một cái dòng xe cũng vừa mới ra mắt của bên phía Hyundai. Nó đang cạnh tranh với cả Toyota Ray. Ray của Toyota thì vừa rồi có hạ cái mức giá niêm yết cũng rất là mạnh. Vậy thì với ba cái đối thủ này, ba cái sự cạnh tranh này, tại thời điểm này, từng phiên bản của Kia Sonet có khuyến mại quà tặng lăn bánh tốt nhất như thế nào? Mình xin phép cập nhật luôn để anh chị chúng ta xem xét và cân đối tài chính. Phiên bản đầu tiên số tự động thấp tiền nhất đó là Kia Sonet phiên bản 1.5 AT Deluxe. Bản này với mức giá đề xuất niêm yết là 519 triệu đồng. Tại đại lý của mình có chính sách linh động giảm thêm về tiền mặt, và sau khi trừ đi cái linh động đó, mình có tính lăn bánh ở tỉnh đâu đó là 567 triệu. Ở Hà Nội là 598 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 588 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 567, ở Hà Nội là 598 và thành phố Hồ Chí Minh là 588 theo phương án trả thẳng của Sonet AT Deluxe. Trả góp của bản Deluxe này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 162 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 193 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 182 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 162, Hà Nội là 193 và thành phố Hồ Chí Minh là 182 theo phương án trả góp. Phía trên bản Deluxe đó là phiên bản Luxury. Bản Luxury của Kia Sonet hiện tại đang có mức giá đề xuất niêm yết là 549 triệu đồng. Với mức giá này nếu như so sánh ở trong phân khúc thì nó đang bằng tiền với chiếc xe Hyundai Venue phiên bản tiêu chuẩn. Cái dòng xe Sonet này hiện tại bản Luxury với mức giá là 549 thì tại đại lý của mình cũng linh động giảm thêm vào tiền mặt, và sau khi trừ đi cái linh động đó, lăn bánh ở tỉnh là 601 triệu, ở Hà Nội là 633 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 621 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Ở tỉnh là 601, Hà Nội là 633 và thành phố Hồ Chí Minh là 621 theo phương án trả thẳng của AT Luxury Kia Sonet. Có cái sự khác biệt khi mà so sánh giữa Kia Sonet cùng với Hyundai Venue và chiếc xe Ray, đó chính là Kia Sonet là nó sử dụng là máy 1.5 hút khí tự nhiên rất là lành. Thế còn Ray cùng với Venue nó lại sử dụng là máy 1.0 turbo anh chị nhá. Quay trở lại với phần cập nhật về mức giá, nếu như mà mua trả góp Sonet bản Luxury này, ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 136 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 168 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 156 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 136, Hà Nội là 168 và thành phố Hồ Chí Minh là 156 theo phương án trả góp. Đó là phiên bản Luxury. Bây giờ phía trên bản Luxury đó là phiên bản Premium. Bản Premium thì nó đắt tiền hơn đương nhiên rồi, option nó nhiều hơn, nó có cửa sổ trời. Bản này là bản hiện tại đang có mức giá niêm yết là 574 triệu đồng, 574, và cũng có chính sách giá linh động giảm về tiền mặt, và sau khi trừ đi cái linh động đó thì mình có cập nhật lăn bánh ở tỉnh của Premium sẽ là 628 triệu. Ở Hà Nội là 658 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 646 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 626, Hà Nội là 658 và thành phố Hồ Chí Minh là 646 theo phương án trả thẳng. Mức giá bán này tính lăn bánh như thế này, hiện tại nếu so sánh ở trong phân khúc thì nó bằng tiền với chiếc xe Hyundai Venue phiên bản đặc biệt anh chị ạ. Mua trả góp chiếc xe này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 180 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 212 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 200 triệu đồng tròn anh chị nhá.
tỉnh là 180, Hà Nội là 212 và Thành phố Hồ Chí Minh là 200 triệu đồng tròn. Đó là ba mức giá, ba phiên bản, ba cái sự linh động của cái dòng xe Kia Sonet tại thời điểm dịp giữa tháng 1 này. Nếu anh chị chúng ta quan tâm về bất cứ một cái phiên bản nào, chúng ta đang cần thông tin chi tiết cụ thể, hoặc là anh chị chúng ta mới lần đầu mua xe cần xem xe lái thử trải nghiệm thực tế, thì nhờ quý chị các bạn hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Miền Bắc thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc, và miền Nam thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.